À, bánh kẹp tuy thấy đơn giản nha, nhưng mà vô cùng giòn ngon và thơm béo. Và trong khuôn khổ chương trình Sắc Xuân Miệt Vườn năm 2023 đang diễn ra tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ, thì trường cao đẳng du lịch Cần Thơ đã giới thiệu món bánh này và thu hút nhiều bạn trẻ khi được trải nghiệm làm bánh kẹp. Đến gian hàng trưng bày của trường cao đẳng du lịch Cần Thơ tại chương trình Sắc Xuân Miệt Vườn năm 2023 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức, chúng ta sẽ bắt gặp hình ảnh những chiếc bánh ngộ nghĩnh đáng yêu do chính tay các bạn trẻ tự thực hiện cùng với hoạt động trải nghiệm làm bánh tại đây. Con tự tay làm bánh kẹo thì con thấy rất là háo hức qua những trải nghiệm thực tế này, giúp cho con cảm thấy tự tin và năng động hơn. Cái này con chưa làm lần nào chưa mà lần này con lần đầu tiên mà con làm được luôn. Con thấy nó vui lắm, thành quả con làm được thì nó rất ngon. Bánh kẹp là cái món bánh truyền thống cho nên giảng viên trường và ban giám hiệu trường luôn cũng suy nghĩ và cân nhắc cái gì gọi là truyền thống thì nên truyền đạt chứ không có để bị mai một, cho các bạn trải nghiệm làm cái bánh kẹp thời xưa của ông bà ta để lại. Làm từ cái khâu nhồi bột cho tới cái khâu mà đổ bánh ra hình thành một cái sản phẩm bánh kẹp. Em cảm thấy rất là vui và nhộn nhịp, có không khí của mùa Tết khi các bạn trẻ có thêm nhiều trải nghiệm về làm bánh, qua đó giúp em giao lưu học hỏi và quảng bá các môn học cũng như là hình ảnh của trường cao đẳng du lịch Cần Thơ với các bạn gần xa. Khi em tự tay em làm thì em cảm thấy là mình phải đặt một chút sự khéo léo của mình, một chút sự tỉ mỉ khi mà những cái phần bột đó mình để vào khuôn thì mình phải canh chỉnh làm sao đó cho nó phù hợp mà không bị tràn ra khỏi ngoài. Sau khi làm xong mình thưởng thức thì mình sẽ cảm nhận được những công sức mình bỏ ra nó xứng đáng so với những gì mà mình chưa được trải nghiệm. Qua quá trình mà mình làm bánh như vậy á thì em cảm thấy là mình sẽ càng trân quý hơn những công sức mà những nghệ nhân đã làm ở những chiếc bánh như vậy, và càng hiểu rõ hơn cũng như là cảm nhận được rõ hơn về cái vị bánh truyền thống của đất nước mình. Tham gia trải nghiệm làm bánh dân gian giúp các bạn trẻ hiểu hơn về công đoạn chuẩn bị của các nghệ nhân làm bánh, đồng thời giúp các em nuôi dưỡng và gìn giữ những món bánh quê độc đáo, cũng như góp phần quảng bá các loại bánh dân gian Nam Bộ đến mọi người nhân dịp đầu xuân.